Thưa quý vị và các bạn, hàng năm khi mùa đông đến, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán, nỗi lo của các trường học vùng cao Mường Khương là tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần không đảm bảo. Năm nay, công tác duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở địa phương này được chú trọng hơn nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học. Tại xã Tả Gia Khâu, một trong những xã khó khăn nhất của huyện Mường Khương, vấn đề duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần được đặt lên hàng đầu. Năm học 2019-2020, toàn xã có 275 học sinh với 19 lớp. Những năm trước, ban giám hiệu và các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Gia Khâu luôn đau đầu vì học sinh thường xuyên nghỉ học trong mùa đông, nhất là dịp trước và sau Tết Nguyên đán, cũng là mùa cưới, mùa lễ hội, mùa làm nương. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần có thời điểm chỉ đạt 40%. Nhưng từ đầu năm học 2014-2015 đến nay, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của nhà trường luôn duy trì trên 90%, có những ngày đạt 98%. Nói đến tỷ lệ chuyên cần ấy, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui đối với nhà trường, bởi vì trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ chuyên cần này ngày càng được nâng cao, đặc biệt là đối với năm học 2019, năm học 2020 thì tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đạt ít nhất là phải từ 98% trở lên. Và trong các hoạt động học tập thì các thầy cô giáo cũng thường là tổ chức các hoạt động rất là diễn ra rất là nhẹ nhàng. Các em vừa học vừa chơi nên là các em cũng rất là thích trong tất cả các hoạt động. Vì ở đó tất cả các hoạt động thì các thầy cô giáo đều là nhằm làm khuyến khích cái sự tư duy sáng tạo của các em. Và các em được tự tìm tòi ra kiến thức. Và mỗi một ngày các em đến lớp thì các em có được một kiến thức mới nên là các em rất là hứng thú. Ngoài các giải pháp như vừa nêu thì nhà trường cũng đã tổ chức tốt các hoạt động bán trú trong các buổi sinh hoạt, tổ chức cho học sinh vui chơi, giao lưu, giáo dục kỹ năng sống như trồng rau xanh, nuôi lợn, gia cầm để cải thiện bữa ăn cho các em. Từ đó học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, tích cực đến trường. Từ lúc cháu vừa mới học lớp 1, cháu được ở trường bán trú. Và những ngày lạnh thì các thầy cô có thể lấy lửa và phòng để cho cháu sưởi ấm. Cháu rất vui một khi được học ở đây. Giờ ra chơi các thầy cô thường tổ chức cho chúng cháu trò chơi ô ăn quan, cờ và nhảy sạp. Mùa rét, nhiều em thường ngại đến trường. Để chống rét cho học sinh, cấp ủy đảng, chính quyền các xã phối hợp với trường tiến hành sửa sang, che chắn phòng học. Những hôm nhiệt độ xuống thấp, giáo viên chủ động liên lạc với gia đình học sinh để đưa đón các em đến trường, hạn chế hoạt động ngoài trời. Nhờ nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp, công tác duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, các cấp học ở xã Tả Gia Khâu đang được thực hiện tốt.